Sáng 24 tháng 12, Ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố Hội An tổ chức hội nghị đánh giá hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021 và triển khai nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã tích cực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người cao tuổi và hội viên người cao tuổi, tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng phong trào tuổi cao gương sáng, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh. Nổi bật, Ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố và Hội người cao tuổi các xã phường đã phối hợp với Mặt trận và Phòng lao động thương binh xã hội xây mới và sửa chữa hàng trăm ngôi nhà với tổng giá trị hơn 1,7 tỷ đồng cho các hộ nghèo, người neo đơn tại địa phương. Người cao tuổi trên địa bàn thành phố đã tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội, tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tích cực đóng góp quỹ vaccine phòng chống dịch COVID-19. Hiện nay trên địa bàn thành phố có 13 cơ sở hội với 11.225 hội viên. Tổng nguồn quỹ các cấp hội vận động được gần 1,1 tỷ đồng. Hội nghị cũng đã công bố quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bổ nhiệm Ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố Hội An nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 9 thành viên. Ông Nguyễn Duy Thương, nguyên Phó trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố được bầu làm trưởng ban. Tổng kết công tác hội trong nhiệm kỳ qua, có 3 tập thể và 9 cá nhân được các cấp hội từ trung ương đến thành phố khen thưởng trong việc thực hiện tốt công tác người cao tuổi trên địa bàn thành phố.